Xin chào cả nhà nhé. Đây hôm nay bác An sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm món chuối xanh. Quay mặt rồi. Bác An chào đi bác An. Hello, xin chào cả nhà. Rồi chúng tôi sẽ... Hôm nay mình nghỉ ngơi là làm ốc bươu vàng các bạn ạ. Đây ốc bươu vàng để làm mồi lươn, nhưng mà ngày hôm nay anh em tổ chức làm để ăn. Đấy, đầu tiên các bạn phải luộc lên rồi bít cái đầu của nó, vứt cái đuôi ấy, nằn cái tim của nó ra. Đấy. Các bạn rửa giấm nó được khoảng 10 lần này. Cho sạch này. Đấy. Rất là tỉ mỉ các bạn nhé. Nó cũng giống như làm hôm lươn ấy. Rất là tỉ mỉ luôn. Chúc 5.000 anh em ngày mới tốt lành nhá. Nào mua hôm lươn thì ủng hộ mình nhé. Đây là ốc bươu vàng. Các bạn thấy không này? Mình quay này. Các bạn bịt cái đầu nó ra, vứt cái đuôi này, nằn cái tim này ra này. Đấy, để các bạn rửa bằng muối lại này, rửa giấm này cho sạch. Rồi các bạn xào chuối với là lá lốt rất là ngon luôn. Tối nay các bạn quay cho các bạn xem, rất là tuyệt vời luôn. Đây là Mr. Long này, gọi là Long TV. Hello. Còn đây Mr. Toài này các bạn. Hello. Mr. Toài. Đây Mr. Hải, giám đốc không lươn nha. Đây là bác An. Mr. An. Chú Mr. Chanh. Còn La Lốt đi ngoài vườn. Rồi, xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại anh em video tới. Amen. Anh em tâm mau ăn rồi, ăn cứ ăn toàn hải sản không ấy nhỉ.